Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Khoang, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày Mậu Dần tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ, kỵ tuổi, nhâm thân, giáp thân, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá Hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Canh Thân, Giáp Thân, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, sao Mậu Thương, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá, xấu về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi, sao Độc Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý vẫn giữ được tinh thần làm việc chăm chỉ, nhờ trong ngày này đang có được chính ấn chiếu mệnh, hứa hẹn bạn sẽ có được một tương lai tươi sáng. Và với bạn tuổi Tý, bạn là người có tài, vì thế hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu có tham vọng hơn, nhưng phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ đi bạn tuổi Tý nhé. Nếu bạn tuổi Tý, bạn luôn nỗ lực không ngừng trong công việc với nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay từ trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn và nhận được những lời khen, khích lệ của cấp trên. Bạn có biết mình là con giáp có được vận quý nhân giúp đỡ nữa hay không? Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng,
Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý với người nhà rất hài hòa và in ấm. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải những khó khăn hoặc là bế tắc trong cuộc sống. Bạn tin rằng chỉ cần hai người đồng lòng thì sẽ giải quyết được mọi việc mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ như hiện tại, công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, phát huy được điểm mạnh và đặt ra cho mình những đích đến có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có thể nhận được sự khích lệ của cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 34, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi Sửu đang có được chính tài nâng đỡ, cho nên ngày hôm nay với bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả rất đáng ngưỡng mộ. Bạn tuổi Sửu cố gắng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua và bạn đã nhận được sự đánh giá, công nhận của cấp trên, đánh giá về bạn rất cao. Bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai, sự nghiệp với mình. Với bạn tuổi Sửu, lối sống tiết kiệm, chi tiêu có lý trí giúp bạn rất nhiều trong cái thời điểm này, trong khi mọi người còn đang vất vả để kiếm tiền, bù lại trong khoảng thời gian dịch giã vừa qua, thì bạn vẫn luôn là người dư giã, thậm chí có tiền để đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng nữa. Ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được mấy yên ổn vì đôi bên không thường xuyên trò chuyện với nhau. Và đã là vợ chồng rồi thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau. Đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu được cho mình, bạn tuổi Sửu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nhận được sự yêu mến và khâm phục của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cuộc sống dư giả nhờ có cách chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có thể đầu tư vào một số hạng mục hứa hẹn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, hãy tâm sự với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 37, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp ngày có tỷ kim gây rối. Cái điều này làm cho bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Dần, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho những lời đồn thổi hoặc là tiền tài chia mờ mắt mình. Trong ngày này, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn tuổi Dần nên suy nghĩ cho thật kỹ càng, không nên hành động theo cảm tính, bởi rất có thể những điều mà bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Bạn cần phải lắng nghe và quan sát trên nhiều khía cạnh khác nhau và tham khảo những người có nhiều kinh nghiệm đi trước để tránh sập bẫy của những kẻ tiểu nhân.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, ngày này là ngày không thích hợp để cho bạn xuất hành hoặc là khởi công xây dựng về nhà cửa. Vì vậy, nếu không bắt buộc phải thực hiện những công việc này thì bạn tuổi Dần có thể trì hoãn lại để tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Nếu như bắt buộc phải xuất hành đi xa thì bạn tuổi Dần nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nên giữ vững lập trường của bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không nên để đồng tiền hoặc là quyền lợi che mờ mắt mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim không nên xuất hành hoặc là khởi công động thổ xây dựng ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 40, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tuất. Tử vi tuổi mão, chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi mão, mọi công việc của bạn trong ngày hôm nay đều có được những bước tiến rõ rệt. Và hôm nay là một ngày may mắn của bạn. Vì vậy, nếu như bạn đang ấp ủ những kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu, kẻo lại để mất cơ hội vụt khỏi tầm tay. May mắn hơn, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, bạn còn có thể gặp được quý nhân và rất có thể người đó là người quen của bạn trong suốt bấy lâu nay và quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn được hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp để khắc phục giải quyết những rắc rối trước mắt cho bạn nữa. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Mão, dù công việc của bạn có bận rộn đến mấy thì bạn cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức, dễ khiến cho gân cốt bị đau mỏi, thần kinh bị suy nhược. Và bạn cũng cần phải có chế độ làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi khoa học để luôn có được một sức khỏe tốt nhất bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy đề ra những mục tiêu có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc có những bước tiến rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tin tưởng hơn vào tương lai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim chú ý rèn luyện bản thân mình ngay từ bây giờ. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 43, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn đã cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trải qua ngày này đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi. Với bạn, dễ xảy ra sự trải ra cãi cọ, mâu thuẫn với nửa kia mà nguyên nhân có thể chỉ là bắt nguồn từ những bất đồng nhỏ nhặt không đáng kể giữa đôi bên. Và khi mâu thuẫn nổ ra, bạn mệnh tuổi Thìn nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại, đồng thời không nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến cho tình cảm đôi bên dần trở nên rạn nứt. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, bạn đang có được thiên tài phù trợ,
Cho nên, với bạn tuổi Thìn có được cơ hội phát tài dựa trên vận may của mình. Tuy nhiên, dù bạn có kiếm được tiền nhiều hay là ít thì bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc vào điều đó. Bạn cần hãy biết kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình sẽ tốt hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, gia đình lục đục, vợ chồng có sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ nên đặt mình vào vị trí của người ấy. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, chú ý cách ăn nói, không nên làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, có cơ may phát tài bất ngờ, tuy nhiên không nên dựa dẫm vào vận may này quá nhiều. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 51, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở ở nơi làm việc ngày hôm nay. Những lời đồn đoán đặt điều sai trái về bản thân mình có thể khiến cho bạn tuổi Tỵ cảm thấy khó chịu, thậm chí là bị tổn thương sâu sắc nữa. Và với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, nếu gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, bạn hãy chú ý cách ứng xử của bản thân mình. Có thể chính những lời nói không biết nể nang của bạn chính là nguyên nhân khiến cho bạn gây thù chuốc oán với bạn bè, đồng nghiệp và tệ hơn nữa là những kẻ tiểu nhân. Bạn cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. May mắn là cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay rất hài hòa. Và bạn biết nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp lý nhất mọi chuyện. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, dễ vướng phải thị phi ở nơi làm việc, cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần đối phó. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, nửa kia luôn thấu hiểu và ủng hộ cho mọi quyết định của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, giữ tỉnh táo trước những khó khăn, cư xử đúng mực với mọi người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, không nên bất bốc đồng, dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, hãy bỏ ngoài tai lời nói xấu, đặt điều không đúng về mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 48, số 57, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên bạn tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc nhờ có sự thúc đẩy của tam hợp giúp cho bạn. Bản mệnh tuổi Ngọ sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ được giao nào, dù công việc ấy có vẻ là thách thức thế nào đi chăng nữa, bạn tuổi Ngọ cũng dám làm thay đổi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, dường như bạn đang quá nóng vội thì phải, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Và thêm vào đó, bạn cũng cần phải rèn luyện tính kiên trì để không dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp phải khó khăn.
Ngày này với bản tướng họ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân thì có được nhân duyên khác giới rất chi là tốt. Bạn mệnh có được cơ hội gặp được người phù hợp với mình nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Bạn cần phải sẵn sàng cho một mối tình lãng mạn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình, hăng hái trong mọi việc và sẵn sàng chấp nhận sự thách thức. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy nên kiên trì, đừng có bỏ cuộc khi vấp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nóng vội quá mức nên dễ dẫn đến sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 35, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy bạn dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Và dù bạn đã lập gia đình hay là chưa, bạn hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Đó có thể là những kẻ tiếp cận bạn vì muốn lợi dụng bạn mà thôi. Và nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn tuổi Mùi cũng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới. Trước khi làm việc gì, bạn hãy nghĩ đến người thân, đừng có để cho những lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ngày chủ nhật này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì lại đang có được báo hiệu gặp khá nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể tạo lập được những mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc là những khách hàng tiềm năng. Đây là nấc thang để cho bạn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp tương lai với mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, giữ khoảng cách với những người khác, đừng có để cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc mà mình đang làm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 50, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân rất có thể sẽ phải làm việc vất vả mà chưa chắc đã đạt được kết quả như mình mong muốn. Với bạn tuổi Thân, bạn đừng quá bi quan hay là chán nản, bởi nếu như bạn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đây có thể là một cơ hội tốt để cho bạn rèn giũa bản thân mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng cần phải quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hay là tụ tập với bạn bè. Và trước khi tình cảm nguội lạnh thì bạn tuổi Thân cần phải nhanh chóng lên kế hoạch để hâm nóng lại cảm xúc cho cả hai bên. Ngày này, nếu như bạn tuổi Thân có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần
hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy làm việc vất vả mà không nhận được sự trợ giúp thành quả như mong muốn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chớ nên bi quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, hâm nóng tình cảm của đôi bên. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc thay đổi thói quen xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim có ý thức rèn giụa bản thân mình để tiến bộ hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 52, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu, bạn là người có chí khí và bạn tuổi Dậu luôn nghiêm túc trong công việc và xứng đáng nhận được những thành quả khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bạn có thể được thăng chức, tăng lương trong tương lai không sớm nữa. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, đối với những ai cần tham gia thi cử hoặc là tuyển dụng cũng sẽ gặp được nhiều thuận lợi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để cho những bước khởi đầu của bạn. Bạn cũng cần phải tự tin vào năng lực của bản thân mình. Bản mệnh chẳng hề thua kém một ai cả. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này khiến cho bạn, nếu như gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng. Như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Bạn cần phải tâm sự với nửa kia hoặc là với những người bạn đáng tin cậy để giải tỏa áp lực cho mình. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy hứa hẹn có được tương lai sáng lạn nếu luôn nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa cố gắng làm việc, công lao sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ thích hợp để có những khởi đầu mới. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc lạnh nhạt với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tâm sự với người đáng tin cậy. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 56, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản tiền kha khá thông qua những công việc làm thêm của bạn trong ngày hôm nay. Và khoản tiền này có thể sẽ giúp cho bạn có của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ cho bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai. Với bạn tuổi Tuất, bạn cũng có được cơ hội phát tài dựa vào vận may của mình trong ngày này nữa. Và chính khoản tiền này bạn nên sử dụng một cách hợp lý, chứ không nên dành cho những việc ăn chơi, bởi nếu như vậy chỉ làm cho bạn của thiên trả chua địa mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn rất có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa bạn với nửa kia. Và dù có nóng nảy đến mấy đi chăng nữa thì với bạn tuổi Tuất hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng có nói ra những lời làm tổn thương lòng người ấy bạn tuổi Tuất nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, rẻ tranh chấp, mâu thuẫn với người có địa vị trong xã hội. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc,
nhận được khoản tiền khá từ công việc làm thêm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim có thể phát tài nhờ vào sự may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy không nên sống phụ thuộc quá vào những yếu tố may rủi. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 44, số 60, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp. Cái điều này sẽ giúp cho bạn nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, bạn là người có bản tính hiền lành, chu đáo và biết quan tâm. Bạn có thể dễ dàng chinh phục được thiện cảm của nhiều người. Và nếu như may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Ngày này, một khi bắt tay vào công việc gì, thì với bạn tuổi Hợi, dù là công việc lớn hay là công việc nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng, và cấp trên cũng nhìn thấy và đánh giá rất cao về sự quyết tâm của bạn, bạn bè khâm phục nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người luôn trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống, và mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng người đó luôn ủng hộ cho mình nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình có được sự hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, chu đáo, biết quan tâm tới mọi người. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nghiêm túc trong công việc, có được cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, được cấp trên đánh giá cao vì những cố gắng trong thời gian qua của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 47, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.